iOS 15.0.2 sau hơn 3 ngày trải nghiệm của mình và mình thấy rằng cái phiên bản này chúng ta không nên nâng cấp. Tại sao lại như vậy thì mời các bạn cùng mình bắt đầu video để tìm hiểu nhé. Và mình là Công tới từ Review OS. Đầu tiên chúng ta sẽ nói tổng quan một chút về cái phiên bản này bởi vì nguồn gốc câu chuyện nó cũng bắt đầu từ đây. Phiên bản 15.0.2 nó sẽ là một phiên bản sửa lỗi chứ không phải là phiên bản nâng cấp về mặt tính năng. Và phiên bản này thì với iPhone XR của mình nó có dung lượng là 498MB. XR của mình đang ở 15.0.1 nhá. Nếu như các bạn ở những phiên bản thấp hơn thì các bạn sẽ có dung lượng lớn hơn. Và có thể dung lượng thay đổi một chút tùy theo cái mẫu máy các bạn đang sử dụng. Khi mình bấm vào phần tìm hiểu thêm thì mình thấy rằng ở trong này nó sẽ là bản cập nhật sửa lỗi. Ảnh được lưu vào thư viện của bạn từ tin nhắn có thể bị xóa khi loại bỏ luồng tin nhắn liên quan. Visa iPhone có MagSafe có thể không kết nối với ứng dụng tìm. AirTag có thể không xuất hiện trong tab tìm vật dụng. CarPlay có thể không mở được ứng dụng âm thanh hoặc ngắt kết nối trong khi phát lại. Quá trình khôi phục hoặc cập nhật thiết bị có thể không thực hiện được khi sử dụng Finder hoặc iTunes cho kiểu máy iPhone 13. Nếu như bạn đang gặp phải một trong số những cái lỗi này khi các bạn sử dụng thì tất nhiên là các bạn nên nâng cấp ngay cho mình iOS 15.0.2. Còn nếu như các bạn không phải gặp bất kỳ một cái lỗi nào cả, chúng ta nên ngồi yên tại chỗ và chờ cho mình. Mình đã phát hiện ra rằng là những bản cập nhật gần đây, rất nhiều chiếc iPhone series 11, 12, 13 liên tục gặp lỗi. Và nhiều nhất đó chính là cái bọn 12, 13. Không hiểu vì sao những chiếc máy này liên tục bị những cái lỗi khó hiểu và ngớ ngẩn. Ví dụ hiệu năng tụt sâu này, dùng cái gì cũng lag này, hay là cái lỗi bàn phím. Bạn của mình đêm qua thôi vừa feedback với mình là bàn phím của bạn tự nhiên cứ vào là tắt, cứ vào là nó sập xuống, nó không cho phép bạn gõ. Trong cái đấy đã dùng iPhone 12 mà còn bị lỗi như vậy, bực mình không? Mình dùng iPhone XR và những con iPhone cũ chính ra lên lại không bị làm sao cả. Chả thấy lag, chả thấy đơ mà cũng chẳng thấy mất bàn phím. Thế thì mình chưa biết được là tại sao iOS 15 lại liên tục gây lỗi cho iPhone mới như vậy. Nên là các bạn nên cân nhắc chúng ta chưa nên nâng cấp. Trừ khi các bạn gặp phải những lỗi mà mình đã nêu ra ở ngay phần trước. Và ngoài việc gây những cái lỗi chiếc iPhone mới ra thì 15.0.2 nó còn bị tụt về số điểm AnTuTu, tức là có giảm về mặt hiệu năng. Đối với iPhone XR của mình thì ở phiên bản 15.0.1 mình chấm được 492.000 điểm. Nhưng mà khi mình lên 15.0.2 thì điểm số này tụt về còn 474.875 điểm. Như vậy đâu đó đã tụt mất khoảng 20.000 điểm AnTuTu của mình. Và các bạn thử thấy xem là cái việc tụt AnTuTu này, nếu như mình sử dụng bình thường thì mình sẽ không nhận ra bởi vì bản chất iPhone tối ưu phần mềm rất là tốt. Nhưng khi chúng ta chấm điểm, bạn sẽ nhận ra ngay Apple đã thuốc một cái gì đó để giảm hiệu năng của chiếc máy xuống. Có thể là mấy phiên bản trước đang hao pin quá chăng thì Apple quyết định giảm xuống nhỉ? Và mình cũng không biết là cái việc giảm hiệu năng này là Apple có một cái mục đích gì hay không. Nhưng mình cảnh báo các bạn về việc là 15.0.2 nó sẽ bị tụt hiệu năng xuống. Và như bạn thấy là từ đầu video đến giờ chúng ta có hai vấn đề lớn. Thứ nhất là hay gặp lỗi trên chiếc iPhone mới. Thứ hai là tụt hiệu năng. Vậy thì bản này có đáng nâng cấp nữa hay không? Và chắc chắn là câu trả lời là không rồi. Trừ khi các bạn đang gặp lỗi và cần sửa thì bạn hãy nâng cấp cho mình. Và Apple thì có một cái rất là dị, đó chính là những cái lỗi ở trên iPhone đôi khi sẽ được sửa bằng việc chỉ cần nâng cấp phần mềm. Nếu như các bạn đang gặp một cái lỗi gì đó rất là khó hiểu trên iOS trước mà các bạn chưa thể nào sửa được bằng việc tắt máy đi, bật máy lại hay là chạy phần mềm thì bạn nâng cấp thử ngay 15.0.2 nhé. Biết đâu là phiên bản này mặc dù không đề cập đến lỗi của bạn nhưng khi bạn nâng cấp lên thì bạn cũng được sửa lỗi. Bổ sung thêm một chút về vấn đề thời lượng pin cũng như là vấn đề nhiệt năng khi sử dụng máy thì cả hai cái này mình thấy đều tương đương iOS 15.0.1. Thời lượng pin của chúng ta có vẻ như không được tăng lên nhiều lắm đâu. Một ngày mình vẫn phải sạc pin tầm cỡ 2 lần cho iPhone XR của mình. Và bạn đã nâng cấp iOS 15.0.2 chưa? Cũng như là khi nâng cấp lên thì các bạn thấy phiên bản này như thế nào? Mời các bạn để ý kiến ở phần bình luận của video cho mình cùng biết. Còn bây giờ xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong những video lần sau của Review OS.